Trâm ơi xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và trong buổi chiều tối ngày hôm nay, chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận những món ăn thật là ngon mà những fan hâm mộ dành tặng cho những thần tượng của họ. Thần tượng ngày hôm nay là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hãy chào đón diễn viên Gia Gia Trương Nhi. La 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 Em là Gia Gia Trương Nhi. Mà vô đây em quá hiền ảnh. Em nè 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 nè. Ok. Dạ em xin chào mọi người. Em là Gia Gia Trương Nhi. Em nhớ lại rồi. À em tới đây em tham gia cuộc thi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. À anh, nhưng mà em không biết là anh Hoàng Rapper làm MC của chương trình này. Em cứ yên tâm đi. Ngày hôm nay anh sẽ đồng hành cùng với em. Anh xung phong làm MC chương trình này để bảo vệ cho em đó. Bây giờ là mình không biết là cái thực đơn bữa nay là sao. Tại vì thực đơn ngày hôm nay không phải anh quyết định, mà là những fan hâm mộ quyết định cho em. Ủa vậy hả? Vậy còn chần chờ gì nữa, kêu lên luôn đi anh. Thì xa xa đằng kia thấy không, thấy không? Đâu? Thấy một tủ lạnh đó. Tủ lạnh thần bí. À. Bên trong có rất nhiều của quý. Bây giờ mình bước qua mình xem một tí. Ok. Wow. Kính thưa quý vị, và bây giờ hãy sẵn sàng á. Cái gì vậy? À, từ từ, trước khi mở hãy chào đón hai bạn fan hâm mộ đã đến đây giao lưu và nấu ăn cho em. Đó chính là Thanh Trọng và Nhật Hạ. Xin mời. Đây, hai bạn Thanh Trọng và Nhật Hạ. Đây là Thanh Trọng, đây là Nhật Hạ. Thấy được chị Gia Gia Trương Nhi ở ngoài đời vui không ạ? Dạ vui. Trọng ơi, giới thiệu đôi nét về mình đi nào. Em tên đầy đủ là Trần Thanh Trọng. Năm nay em 21 tuổi, hiện em đang là sinh viên. Wow. Sinh viên. Còn Nhật Hạ? Em tên là Nhật Hạ, hiện tại thì em đang là nhân viên văn phòng. Các bạn cảm thấy yêu mến chị Gia Gia ở điểm nào nè? Chị rất là đẹp. Rồi, còn em? Em thì em thích chị là vì em đã coi một cái bộ phim của chị đóng trong bộ phim Ngày Mai Bình Yên với vai Thảo Cua. Em xem chị đóng cái bộ phim đó xong thì em có lên Facebook tìm cái nickname của chị. Vô theo dõi chị thì em thấy là chị có một cái sở thích, đó là chị rất là thích hay làm từ thiện. Em rất là quý cái tính cách đó nên là em quyết định ngày hôm nay đến chương trình để nấu cho chị ăn, coi như là thay những lời cảm ơn của những cái người mà đã được chị giúp đỡ. Và chắc chắn các bạn sẽ tham gia cùng với Gia Gia. Nhưng đa số là những hình ảnh chúng ta theo dõi qua những bộ phim, qua đài truyền hình, qua những cuộc sống trên mạng xã hội của Gia Gia Trương Nhi, nhưng vẫn chưa bao giờ biết được cái khẩu vị của ăn uống ra làm sao. Ngày hôm nay em không phải ăn mình nữa. Vẫn nói thêm một lần nữa, tại đây nhà em rất là nhiều đồ ăn thức uống. Nói một chữ nhà em nữa là cái hình phạt đó nữa, nó khủng khiếp lắm nha Nhi. Dạ nhà em, nhưng mà em mời mọi người tới đây để nấu ăn chung cùng em, chứ mỗi ngày em ăn một mình lủi thủi có một mình là thiệt. Đầu tiên chúng ta hãy khám phá khẩu vị ngôi sao với chiếc tủ lạnh này. Mở tủ lạnh ra đi ạ. Wow, quá trời đồ ăn luôn. Trời ơi, mùi thơm quyến rũ quá. Bây giờ Gia Gia Trương Nhi hãy gợi ý cho các bạn biết rằng trong đây có món mà bạn thích hay không? Có hay không? Có. Có món nào bạn ghét hay không? Rất nhiều. Trời hả? Bao nhiêu phần trăm là thích? 30% thích, 70% là ghét. Chà, hơi gì là hơi kén ăn đó nhà hả? Trọng và Hạ ơi, hãy nhìn thật kỹ nha. Đoán xem những món nào mà Nhi thích, những món nào Nhi không thích nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đóng dạ. Lại Nhi, tiết lộ thêm tí nữa đi. Dạ. Trong các hương vị đắng, cay, chua, ngọt, mặn, bùi, béo, thì em thích và không thích những hương vị nào? Em không có thích ăn ngọt. Thường em uống nước cam em cũng không bỏ đường luôn. Wow. Em bỏ... Uống chanh sao? Nước chanh thì em uống, em tự pha. Dạ. Em ăn chua là nhiều và em không ăn quá chua. Rồi những bữa chính thì sao? Ăn chua luôn hả? Ăn xoài thay cho cơm thì sao? Dạ không, những bữa chính thì em không ăn cơm. Em sẽ ăn cơm một ngày chỉ được một chén cơm bằng nắm tay này thôi nè. Hay quá, con gái đầy nghị lực gì mà ế. Dạ do nghị lực quá nên không có ai theo được đó anh. Có men quá rồi, đóng vai phim cũng men nữa. Dạ. Bữa nay mình thì nỉ đến nè, mình thưởng thức đồ ăn nha. Dạ đúng rồi. Xin mời cả nhà di chuyển về gian bếp.
Và bây giờ hãy sẵn sàng với hai khu vực gian bếp dành cho bạn Trọng và bạn Hạ. Hy vọng là với gian bếp này đầy đủ những món gia vị, nhưng bây giờ đang thiếu nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Và Gia Trường Nhi sẽ chứng kiến quá trình vượt thử thách đầu tiên của các bạn với những cơ sở mà chúng tôi đã tiết lộ ngay từ đầu chương trình, với những món ăn mà Gia đã nói là có món em không thích, có món em thích. Trong vòng 60 giây, chúng ta cố gắng di chuyển đến khu vực trưng bày ở đằng sau lưng của Trường Nhi và đem về đây những món ăn càng nhiều càng tốt. Mỗi lượt đi chỉ được lấy một món thôi, và dự đoán rằng món này là chị Gia Trường Nhi sẽ thích lắm đây. Người nào có nhiều số món ăn hợp khẩu vị với Gia nhất, người đó sẽ có quyền ưu tiên chọn món nguyên liệu chính ngày hôm nay gồm hai món khác nhau. Hy vọng là người chiếm được cái phần ưu tiên này sẽ chọn đúng cái món mà đúng với sở trường của mình. Cố gắng lên nhé. Chào Gia. Trước khi mà hai em chạy vào lấy, chị có một gợi ý là những cái gì mà nó heo thì là những cái đó chị rất là thích. Đếm ngược đi em. 5. 5 hả? 4. 3. Yeah. 2. Trời, đúng gì? Chạy. Yeah, chạy. Giờ em muốn kiểm tra khu vực gian bếp của bạn nào? Mình sẽ ưu tiên bên nữ trước đi ha. Của bạn Nhật Hạ nha. Kiểm tra xem bao nhiêu món đây. Rồi bây giờ trong 1, 2, 3, 4, 5, 6 món thì Gia Trường Nhi hãy trả lời cho chúng tôi biết được rằng là bạn thích mấy món trên 6 món này. Thiệt ra là Gia thích. Thích mấy nè? 5 món. 5 món, wow. Làm vậy là món nào bạn không thích? Món này lại không thích nè. Ôi vậy hả? Ôi sao vậy? Đâu giờ dễ ăn mà. Tại vì món này phải nấu xong em mới ăn được nên em loại trừ. Còn mấy cái này là không cần nấu gì hết đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn xử liền cho lẹ. Xử liền luôn. Như vậy là 5 món, chúc mừng bạn Nhật Hạ. Để chờ đón xem với số lượng đồ ăn bên đây thì sao nào. 7 món toàn trái cây không? Em xách nguyên cái dĩa về đây làm cái gì hả? Trong... Tại sao trong thực đơn của em chọn sự an toàn như vậy? Tại vì em chỉ là con gái thì sẽ thích ăn trái cây vừa đẹp da vừa giảm cân, tốt cho sức khỏe. Tính ra 7 món này thì em sẽ thích ăn 1 1 2 Hồi hộp quá. 3 Trời ơi, có vượt qua số 5 không? 4 Nhi ơi, này quan trọng lắm Nhi ơi. 5 5 rồi, mà bây giờ dạ em thích ăn đúng 5 món. Vậy là bạn Trọng cũng đã đem về đây 5 món ăn hợp khẩu vị với Gia Trường Nhi, cân bằng với Nhật Hà. Dạ. Nhi làm khó anh quá. Vậy bây giờ mình chơi quánh tù tì. Quánh tù tì ra cái gì ra cái này. Ok. Ừ hay mà. Vô hai em. Chúng mày 1, 2, 3. Là ai thắng ai thua? Cái búa đập cái kéo. Chết cái kéo. Là Trọng thắng. Rồi. Đây là công bằng nha. Công tâm. Rồi. Đã, chúc mừng Trọng. Trên tay hỏi bơi chính là hai người được chính ngày hôm nay. Một bên lặng khung mực. Một bên là một dĩa rau củ quả tổng hợp. Bạn Trọng, bạn lựa cái nào một trong hai món này? Em sẽ chọn khô mực ạ. Ủa sao vậy? Em tưởng giảm cân này nọ mình chọn rau củ quả. Trong ý em sẽ có một cái món từ khô mực ăn rất tốt cho sức khỏe. Ôi, tốt cho chị Nhi nữa. Lát rồi. Anh lại bầm ra rồi. Còn em. Còn đây là món cho em hả? Rau củ cho người ta. Cái gì em cũng giật của người ta á. Trời ơi, dạ không nấu em giật luôn nguyên dĩa rau củ nữa. Rau củ đó là nguyên liệu chính dành cho bạn Nhật Hạ. Bạn Nhật Hạ là bị bắt buộc, ép buộc là phải chọn cái món đó để nấu ăn kèm ăn. Nhiều khi nấu bị ép mà lại ngon. Suy nghĩ xem. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo để tìm ra những nguyên liệu phụ để song hành với nguyên liệu chính. Đó chính là vòng thi đấu được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng đến với phần tiếp theo, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Người chơi sẽ đứng tại vị trí đó, dùng hành động, lời nói của mình để gợi ý cho em. Nhiệm vụ của em là sẽ phải suy đoán ra những đáp án nằm ở đằng sau lưng của em. Em không được quyền quay mặt ra đằng sau. Chúng ta chỉ có 60 giây đầu tiên để gợi ý. 30 giây tiếp theo, Gia Trương Nhi sẽ phải đi lấy những món đồ mà mình đã đáp án đúng và hợp lệ. Nào, Thanh Trọng chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Ở trong nó màu vàng, ăn vị cay cay để ăn với nước mắm chấm với thịt vịt. Xoài. Vàng. Dịch. Cái củ này nè. Qua đi khó ở cho qua đi mất thời gian quá. Ừ. Cái nước mà chị uống không có đường hồi nãy lúc nãy chua. Đúng không? Chanh. Đúng. Rau mà nó mọc lên từ cái hạt đậu xanh. Đậu xanh đậu nành. Đậu que. Ăn chung với phở, hủ tiếu. Màu trắng. Cải, cải trắng. Không, trắng mọc lên từ đậu nành. Giá hả? Đúng. Cái gì để nấu cơm? Cái gì nó nấu cơm gạo. Đúng rồi.
con gì mà đi lội ở dưới nước bún lùi lùi vậy nè? Con bún lùi 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 vậy hả? Con cóc hả? Không, ở dưới nước bún lùi bún lùi. 3, 2, 1 hết giờ. 30 giây tiếp theo hãy đi lấy đồ đi ạ. À, không nhớ con gì luôn á. Giá nè, gạo nè, chanh nè. Để con bún bún rồi tôm tép hả? Tép hả? Ai biết em phải nhớ gì, em phải nhớ đi. Rồi xong rồi. Trời ghê ghê thiệt. Em bưng lên kia, bưng lên kia. Chị ơi, chị. Bưng lên kia, bưng lên kia. Bưng lên kia hả? Đồ ăn chỉ có nhiều đó thôi đó. Phải biết quyết đầu đồ ăn. Rồi, chúc mừng Gia Gia Trân Nhi. Như vậy là kết thúc 90 giây. Chúng ta đã có những thành phẩm ở vị trí của người chơi là Thanh Trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đáp án. Đáp án đầu tiên. Trời ơi, Gia Gia có bao giờ ăn bún măng vịt đâu mà biết là phải pha nước mắm với gừng. Ừ, không bao giờ chăn vịt luôn á. Không bao giờ luôn á. Khó quá rồi. Xin mời hình ảnh tiếp theo. Chanh. Cái gì mà chị nói hồi nãy mà chị không bỏ đường á? À, nước ngọt. Trời đất ơi, nước ngọt bỏ đường hả Nhi? Quên, trong lúc đó mình hoang mang, mình phải nói nhiều đáp án anh, cho người ta nói ừ đúng hay không đúng, đúng không? Không sao hết trơn. Chanh là đúng là được rồi. Tiếp theo nào. Giá, trời mất thời gian vì cái này quá chứ còn bạn nói trắng trắng mà cộng dài dài ăn chung với phở là phải ra giá liền. Ừ. Nói cộng dài dài ha. Ừ, dạ, cộng gì mà nó gì mà mọc từ cộng chứ em nói rồi, từ đậu xanh mà mọc lên rồi người ta đâu có trồng trọt đâu, người ta biết. Rồi tiếp theo nào. Gạo là hành cơm thôi. Tiếp theo, tôm khô. Nhưng với đáp án là tôm khô thì Gia Gia Trương Nhi chưa có phát âm ra được chữ khô, chỉ nói được chữ tôm thôi. Chị được lấy món tôm đúng không anh? Nên em chỉ được lấy món tôm thôi, nhưng mà món tôm em vẫn chưa lấy được về, nên sẽ không có con tôm hay con khô nào ở đây hết. Chỉ có 3 món hợp lệ mà thôi. 2 món chưa hợp lệ và còn thiếu, đó chính là gừng và tôm khô. Hãy cố gắng chịu hình phạt của chương trình đến từ gia chủ thật sự, người đang cầm cái sổ đỏ của gian bếp này dành cho em. Sẵn sàng nha. Ủa, lại chơi nữa hả anh? Ừ, em vượt qua được thử thách, vượt qua được hình phạt, em sẽ đem về món nguyên liệu bị thiếu dành cho bạn Trọng. Là 2 món đúng không? Hai chị món sẽ nha. Gì em, yên tâm. Nhưng mà anh tin chắc chắn sẽ không dừng lại ở số 2. Những món ăn đó sẽ còn bị thuộc vào khả năng gợi ý của bạn Hạ nữa. Rồi. Nào Hạ, hãy vào vị trí. Nhật Hà đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Gia Gia Trần Nhi cố gắng nỗ lực nha. Đừng để hình phạt tăng lên gấp đôi. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời dễ quá. Ngày Tết thì người ta hay muối. Muối thật. Muối dưa với cái gì màu 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 than á. À, hành tím. Chính xác. Trời ghê ghê ghê. Trời dễ mà. Cái gì cay cay. Ốt. Rồi chính xác luôn. À cái gì nấu cơm gì? Hả? Nấu cơm. Gạo. Rồi quá dễ luôn. Trời dễ nữa. Hồi nãy chị kêu bún ngược, tại sao nó bún ngược á? Nhưng mà nó được phơi rồi, khô. Hay quá. Năm nay là năm con heo. Thì da heo. Cái sườn heo. Người ta hay dùng để kho tàu. Thịt heo ba rọi. Heo ba rọi. Còn một tên gọi nào khác? Thịt heo nạc. Cái gì mà may quần áo á? 3, 2 kim một, hả? Hết giờ. Ba rồi, chỉ 30 giây cuối cùng. 30 giây cuối để bạn đi lấy đồ ăn. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Lấy không vậy? Thịt ba chỉ kìa. Nhanh lên. Bốn món đầu khá dễ. Cái món cuối hơi cấn cấn rồi đó. Dường như là nguyên liệu phụ của bạn Nhật Hạ nó khá tương đồng với nguyên liệu phụ của bạn Thanh Trọng. Trời ơi. Người đẹp Gia Gia Trương Nhi đang cố gắng hết sức để đem những món nguyên liệu phụ về cho Nhật Hạ. Hồi trước em có đi phục vụ nhà hàng không mà em bưng đồ ăn khéo quá vậy? Em làm cái gì cũng khéo hết trơn. Nhà em quen với cái việc đó rồi. Mỗi ngày em là nấu ăn một mình mà. Để coi nhà em có giúp cho em vượt qua được thử thách này hay không. Dạ. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại hình ảnh nào. Hình ảnh đầu tiên, hành tím cũ màu than. Hành tím tưởng màu than, màu đen chứ. Hình ảnh thứ hai, ớt quá dễ luôn, cắn vô cà cài ớt. Hình ảnh thứ ba, quá dễ luôn, gạo. Hình ảnh thứ tư, trời ơi tôm khô nãy nằm ở đây nè, quá là có lợi thế luôn. Nhưng hình ảnh thứ năm là thịt bà chỉ. Và trong khi kết thúc 60 giây ngay khoảnh khắc đó, Gia Gia Trương Nhi vẫn chưa đoán được hết 60 giây, bạn mới đoán được là cái vụ mai mai giả gì đó là thịt ba chỉ, nên thịt ba chỉ không hợp lệ. Rồi xong. Chúc mừng em có tới 3 món nguyên liệu phụ mà chưa mang món về. Chính nữa mới ghê chứ. Chị mới đau chứ. Trời. Và bây giờ hãy sẵn sàng với hình phạt của chúng tôi, giúp cho hai người chơi là Thanh Trọng và Nhật Hạ. Mọi người yên tâm đi, nhà của chị không sao hết á. Nào hãy sẵn sàng để vòng tiếp theo chinh phục khẩu vị ngôi sao. Nào hãy sẵn sàng say với lại Gia Trương Nhi để vượt qua thử thách này. Chúng tôi đã chọn ra được một hình phạt nó phù hợp với khả năng sở trường của bạn luôn. Nhưng mà đặc biệt là tôi được biết bạn rất yêu thương động vật, đúng không nào? Dạ. Bạn hãy chọn cho tôi 3 con vật mà bạn cảm thấy yêu mến nhất.
Em yêu mến con chó cưng, rồi sau đó là con mèo, cuối cùng là con cá. Wow, chọn con dễ ha. Chó, mèo, cá ha. Dạ. Ok ha. Thử thách như sau, rất đơn giản. Hãy tận dụng chất giọng sở trường của mình, hát 3 bài hát. Mỗi bài hát sẽ phải giả cái giọng của cái con đó, đúng với con mà bạn vừa mới chia sẻ với mười, không được thay đổi sở thích của mình. Ok, bên cạnh đó là một ca sĩ hay nhạc dance là phải có vũ đạo, hãy vũ đạo cho giống cái con đó. Ok, nếu như em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì ba món nguyên liệu phụ đang bị thiếu mà sẽ trao trả gì hai bạn? Ví dụ xíu nha, con cá nó đâu có tiếng đâu anh. Ai biết. Ê, có nha, có nha. Nó kêu sao? Thí dụ như cá giò hay cá heo thì bây giờ mới nói tên là con cá heo. Ừ thì cá heo. Tại sao nó gọi là cá heo? Tại vì nó kêu những tiếng giống như con heo. Tại vì nó kêu những tiếng giống như con heo. Gọi là con cá heo, ok. Dạ, dạ, ok, chơi luôn. Chuẩn bị, đầu tiên sẽ là con cún nè. Bài hát con cún bắt đầu. Âu âu âu. Âu 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 âu. Âu 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 âu. Con chó phải uống vậy hả? Âu 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 âu. Được rồi, được rồi. Ok, con âu, con âu. Dạ, được rồi, phải không anh? Con âu hát bài của chị Hồ Nương hả? Bài anh, đúng rồi, thường anh quá. Rồi, tới con mèo nè. Mà tả phải ra con mèo nha. Mèo, mèo, mèo. Mèo, 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 mèo. Mèo, mèo, mèo. Mèo, 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 mèo. Mèo, 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 mèo. Rồi, tiếp. Con cuối cùng hơi khó nè, con cá nè. Hát tiếng con cá trên nghe nè. Diễn bây tả giờ, là con em cá em cho nha. Anh chọn bài hát luôn, em hát theo con cá luôn. Bài bài Hồng Kông 1 đi. Bây giờ mình sẽ hát tiếng con cá nóc nè. Con cá nóc nó kêu tiếng gì? Ốc ốc hả? Đúng rồi. Rồi, con cá nóc hát bài Hồng Kông 1 không còn gì. Bắt đầu. Đâu, nhưng mà giờ anh thị phạm cho em xíu. Ốc ốc hát ốc 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 ốc. Nhìn, nhìn mà anh giống con cá nóc không? Ốc ốc ốc. Đó, vô, vô, vô. Con cá nóc ăn kiêng. Bơi như cá nè. Ốc 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 ốc. Trời ơi, showbiz Việt đã thêm một thiên tài nữa. Cô ấy như một thiên tài ùa đến. Trời ơi, hát con cá giống như cá mắc cạn. Đâu, okay. Em lấy hơi, con cá nó phải lấy hơi chứ mà ọc 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 vậy nè. Ok, chúc mừng cá nóc. Và bây giờ thì không biết là hai bạn hài lòng với phần vừa thích vừa rồi chứ à? Dạ hài lòng ạ. Trời ơi, nhiệt tình lắm luôn á, nhà em mà. Dạ hài lòng. Đương nhiên phải hài lòng thôi, không hài lòng thì làm sao có nguyên liệu phụ được. Chúc mừng các bạn đã có đầy đủ nguyên liệu phụ. Và bây giờ xin mời hai bạn hãy tận dụng khoảng thời gian ít ỏi của mình nấu ăn theo đúng cái công thức mà mình sẽ đoán xem thành phần nguyên liệu này sẽ ra những siêu phẩm như thế nào để phục vụ bữa ăn dành cho Gia Gia Trương Nhi. Và bây giờ xin mời Trương Nhi hãy đi ọc ọc tiếp nào. Hết. Yeah. Yeah. Rồi, yeah. Tuyệt vời. Chà, wow, hai món này nhìn bà quen quen tôi. Món bên đây là món của Nhật Hạ. Bạn đặt tên là gì? Dạ, món này là món rau luộc kho quẹt. Còn món này Trọng ơi. Dạ anh, là cho món là cháo mực khô ạ. Và bây giờ xin mời hai bạn tiến về khu vực ghế đằng kia. Bạn muốn thưởng thức món nào trước? Đương nhiên là mình sẽ ăn món món cháo trước. Tại sao? Sau đó mình sẽ ăn kèm với món ngũ quả kho quẹt luôn. Ngũ quả luôn. Dạ, ngũ quả. Đây là món cháo mực khô của... Trời ơi, đã đẹp mà ăn cũng có nếp nữa. Wow.
Trọng ơi, đây là món ăn mà em đã quyết định với những cái nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Tại vì em nghĩ chị Nhi là con gái mà thích đẹp, thích dáng mảnh mai, nên em cho là ăn có tinh bột nhưng ít, tại vì cháo nó sẽ loãng ra, là ăn không bị béo mà có thể giảm cân. Và món cháo này là có thể giúp chị Nhi mà những ngày đi quay mệt đó, về ăn rất là tốt, có gừng có thể giải nhiệt, giải cảm cho mình nếu như bữa nào chị Nhi thấy mệt trong người. Em cảm nhận như thế nào với miếng đầu tiên mà em ăn? Anh ăn đi rồi em nói. Ngon. Cái nước cháo rất là ngọt. Ngọt là nhờ tôm khô nè, ngọt là nhờ cái con mực khô của bà. Ngon em ơi. Ngon quá em ơi. Rất ngon em. Nhiều quá món này nha. Thiên chủ hầu khách. Rồi vô dao bôi nữa nè. Trời ơi, khó. Trời ơi, em gấp tiên cá mà em còn gấp được nè. Thành phần quan trọng là cái nước chấm đó nha. Cái khô quẹt á. Mình ăn kèm với cơm nha anh chị. Tại vì nếu mà mình quẹt hơi nhiều như vậy thì mình phải ăn kèm với cơm. Cái hương vị quen thuộc á. Ồ về rồi. Hơi á. Cay không? Ở nhà anh hay nói mẹ anh với lại vợ anh là nấu nó ít ra lại, nhiều tiêu cũng được. Mà này em bỏ bao nhiêu trái ớt vô vậy? Dạ có nhiều em bỏ hết nhiều. Nãy chị Gia Trương Nhi đưa cho em nhiêu trái em bỏ vô bấy nhiêu đó. Mà ngon quá. Ngon ở phần mắt, phần nhìn. Tại vì cái nước khô quẹt của em á, nó sánh sánh, nó hay lắm. Nó đặc đặc, nhìn chuẩn luôn, y chang mẹ anh nấu luôn á. Rất là ngon, rất là hấp quá, dẫn. Quá là rất là bắt mắt. Chuyên nghiệp. Thực sự luôn, lần đầu tiên em nấu món này luôn á. Ủa vậy hả? Dạ. Wow. Nhưng mà em cũng không dám nếm thử. Tại vì là mình nấu không nấu cho anh chị ăn thì anh chị phải thử trước chứ đâu thể mình nếm thử trước được. Ủa như vậy là đó. Cái lúc nấu em không nếm luôn hả? Em không nếm đó. Sợ chị. Sợ thất kính. Người ta tôn trọng. Hai món ok hết. Món này cũng cực kỳ ngon nè. Em nếm lại một lần nữa đi để đưa ra quyết định cuối cùng. Món nào là món thắng cuộc của tuần này? Em chọn đi. Món nào nó gây cho em nhiều cảm xúc nhất, gợi nhớ cho em những cái kỷ niệm đó, nó ùa về. Em sẽ chọn món cháo. Món cháo đó chính là món thắng của ngày hôm nay. Chúc mừng món cháo. Lý do tại chọn. Sao em chọn món cháo? Sao em chọn món cháo vậy? Trời ơi, sau khi mà được anh Bơ kiểu giống như là hội tụ những cái ký ức, chợt nhớ ra là một món mà làm em nhớ cho đến bây giờ. Đó là món cháo mà khi mà mẹ em bệnh em đã tự đi chợ xong rồi đó, em nấu cháo cho mẹ em ăn. Và mẹ em rất là thích món đó, cho nên là em gợi nhớ về món cháo, và món cháo sẽ là cái món mà em chọn. Yeah, cảm ơn Gia Trương Nhi và chúc mừng bạn Trọng. Và bây giờ sẽ là phần quà dành cho người thắng cuộc. Đây là phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Chúc mừng bạn Thanh Trọng với giải nhất trị giá 5 triệu đồng với món cháo mực khô của chính bạn. Rồi, chúc mừng Trọng nè. Cảm thấy sao khi ngày hôm nay mình nấu ăn rất là ngon và giành chiến thắng Đây là lần thứ hai mà em nấu món cháo này. Lần đầu tiên là cũng là cho mẹ, lần thứ hai là cho chị Gia Trương Nhi. Và em rất là tự hào về món cháo của mình. Kiểu giống như là trùng hợp á. Còn với Gia, bạn nấu cháo hành hay cháo gì? Dạ, em nấu cháo hào anh. Cháo hào hả? Dạ. Cũng rất là mau lại sức. Và không ngờ món ăn đó là một sợi dây vô hình liên kết các bạn lại. Và đó chỉ là điểm nhỉnh hơn một tí. Để giải nhất ngày hôm nay sẽ thuộc về Trọng. Còn với bạn Hạ, ngày hôm nay bạn Nhật Hạ nấu ăn cũng rất là ngon, rất là tuyệt vời, rất là xuất sắc. Đúng theo hương vị của người miền Trung, người Huế. Cảm giác như thế nào ạ? Khi mà em nấu cái món này em chỉ nghĩ tới là nó sẽ tốt cho sức khỏe của chị thôi, chứ em cũng không nghĩ được nhiều. Và đây cũng là lần đầu tiên em nấu, nên là nếu có hơi cay một chút xíu thì anh chị chịu khó nha. Sao tuyệt vời. Lần đầu tiên như vậy là xuất sắc 10 điểm rồi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn Dân Hạ, cảm ơn Thanh Trọng và cảm ơn Gia Trương Nhi đã đến với ngôi nhà của bạn. Con bị ngôi sao. Dạ đúng rồi. Đến trước khi mà kết thúc chương trình chúng ta còn một game nữa mà. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi lát nữa mà kết máy anh chơi game với em nha Gia Trường Nhi ha. Dạ. Game đó được mang tên ai nhanh tay hơn giật số đỏ của nhau. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh H47. Chương trình do đài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.